Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Ngô Sùng Hiên. Ngô Sùng Hiên sinh vào ngày 22 tháng 12 năm 1999. Quê quán Quảng Đông, Trung Quốc, thường trú tại Hồng Kông. Chiều cao 1m81, cân nặng 65kg. Trường học Đại học Basit, Hồng Kông, khoa triết học. Nghề nghiệp, người mẫu tự do, diễn viên. Một số bộ phim mà Ngô Sùng Hiên đã tham gia: Hạ tiên sinh quyến luyến không quên trong vai Ninh Phóng, Trường Ca Hành trong vai Tự Phong, Xin Em Hãy Yêu Anh trong vai Lộc Minh, Thần Thám Hoa Mỹ Nam. Năm 2019, Ngô Sùng Hiên đóng chung với Trương Vũ Kiếm, Lương Khiết và những người khác trong bộ phim truyền hình cổ trang The Distant Flower Boy. Vào tháng 12 cùng năm thì đóng chung với Trương Vũ Kiếm, Hứa Tiểu Nặc và những người khác trong bộ phim hài tình cảm Xin Anh Hãy Yêu Em phát sóng trên Manro TV. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, đóng vai chính trong Tình Yêu Toàn Sao đầu tiên trong nước và phim ngắn vui nhộn xuyên màn ảnh Dream Ringing công chiếu trên Dorin. Ngày 31 tháng 3 tham gia phim truyền hình Long Song Sing. Ngày 27 tháng 5 bộ phim truyền hình cổ trang huyền thoại Astosan Gon Ken Fske với sự tham gia của Lý Gia Lâm và Trần Phương Đông đã được khởi chiếu. Ngày 10 tháng 7 bộ phim tình cảm ngược chiều Kim Đồng Hồ Tình Yêu Không Thể Quên của Mr. Here do anh thủ vai chính đã được phát sóng trên Mango TV.